Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong văn hóa của người Việt, việc trước khi tiến hành một công việc trọng đại nào đó, người ta thường xem ngày để chọn ngày tốt nhất và tránh ngày kiêm kỵ. Và việc xem ngày tháo dỡ nhà cũ cũng vậy. Có thể nói đây là khâu bước đầu tiên và vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một công trình mới. Vì là xây trên nhà cũ nên phải xem ngày quan trọng, không kém việc xem ngày động thổ. Bởi phá dỡ nhà chính là một động chạm tới đất cát, liên quan tới thần linh cai quản, nên bạn cần làm thủ tục để thông báo tới thần linh được biết, cũng như xin sự cho phép của các ngài, cầu mong mọi sự diễn ra thuận lợi. Việc xem ngày để đập nhà cũ xây nhà mới cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn việc xây nhà mới diễn ra suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, ấm êm, cũng như công việc của thành viên trong nhà, cuộc sống của chính gia chủ được ổn định, thì không được xem nhẹ việc chọn ngày đẹp để tiến hành phá dỡ nhà. Bạn cần tuân thủ theo các quy định, quy tắc về mặt tâm linh, phong thủy, nhất là xem ngày tốt phá dỡ nhà và chọn được giờ hoàng đạo để làm lễ. Không nên phạm phải những điều tối kỵ về mặt phong thủy. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những việc cần làm khi phá nhà chặt cây tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ phá nhà trong tháng 12 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất phá nhà, dỡ tường trong tháng 12. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trước khi hạ giải, phá nhà, lấp giếng. Như chúng ta đã biết, người Việt từ xa xưa đến nay luôn quan niệm rằng đất có thổ công, sông có hà bá, tức là mỗi mảnh đất đều được cai quản bởi các quan thần thổ địa. Phạm là những người việc liên quan đất cát như phá dỡ nhà, xây nhà, khai trương nhà cửa là đang động chạm đến các vị thần. Do vậy, để mọi việc được diễn ra thuận lợi suôn sẻ thì gia chủ cần phải sắm lễ cúng phá dỡ nhà cũ để thông cáo với các quan bề trên, cũng như xin phép để thi công công trình trên mảnh đất đó. Tùy theo từng vùng miền, từng khu vực mà gia chủ sắm đủ các lễ vật phá dỡ nhà cũ, bày mâm lễ cân đối. Việc chuẩn bị mâm cúng cũng không cần quá phức tạp, gia chủ chỉ cần có lòng thành, chu đáo trong từng khâu chuẩn bị thì chắc chắn các vị thần linh sẽ hài lòng, ban cho gia đình nhiều may mắn và phước lành. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc phá dỡ nhà cửa trước khi tiến hành động thổ xây mới trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách này đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết tới phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày phá dỡ nhà cửa phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ phá nhà, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, dương công kỵ, thiên địa chuyển sát, nguyệt kiến, thổ phù, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thổ phù, địa nang và sau ngày thổ vương dụ sự. 2. Ngày hợp phá nhà, hợp với ngày trục phá. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét các hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất phá dỡ nhà cửa trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến ngày 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch khi phá dỡ nhà cửa bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2.
Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày mùng 3 Nhâm Tý, 27 Bính Tý. 4. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, ngày 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 5. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Là ngày Tam Nương, bao gồm có 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm các ngày mùng 5 Giáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày Nguyệt Yểm trong tháng 12. Ngày Nguyệt Yểm là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 9. Ngày Thổ Phủ là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 16 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 10. Ngày Kiếp Sát là những ngày Dần, bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 11. Ngày Tai Sát là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 12. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. 13. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 14. Ngày Nguyệt Yểm trong tháng 12. Ngày Nguyệt Yểm là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 15. Ngày Thổ Phù là những ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 25 Giáp Tý và 27 Bính Tý. 16. Ngày Địa Nang là những ngày Ất Dậu và Ất Mùi, trong tháng 12 âm lịch không có hai ngày này. Đó là 16 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc phá dỡ nhà cửa cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ hết những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất bằng cách sử dụng tài liệu ngày tốt toàn thư, bao gồm những ngày sau. 18. Ngày Nguyệt Phá là những ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi. Ngày 22 Tân Mùi là những ngày tốt, thích hợp cho việc phá nhà, lấp giếng. 19. Các ngày còn lại không bị phạm sát, gồm có những ngày sau. Ngày Tỵ bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ, 20 Kỷ Tỵ. Ngày Ngọ mùng 9 Mậu Ngọ, 21 Canh Ngọ. Ngày Thân là 11 Canh Thân. Những ngày này không bị phạm vào các ngày xấu nên có thể xem xét sử dụng trong trường hợp gấp gáp. 23 Nhâm Thân trùng với ngày Nguyệt Kỵ, như vậy chúng ta đã dựa vào 19 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt phá dỡ nhà cửa trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để chủ động cho việc lựa chọn cho mình những ngày tốt như ý. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc phá dỡ nhà cửa đó là những ngày tốt sau. 1. Ngày mùng 10 Kỷ Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Hợi, Mão, Ngọ, những người có thiên can là Giáp. 2. Ngày 22 Tân Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Hợi, Mão, Ngọ, những người có thiên can là Bính. 3. Ngày mùng 8 Đinh Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Thân, Sửu, Dậu và những người có thiên can là Nhâm. 4. Ngày 20 Kỷ Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Thân, Sửu, Dậu và những người có thiên can là Giáp. 5. Ngày mùng 9 Mậu Ngọ kỵ người tuổi Tý, hợp người tuổi Dần, Tuất, Mùi và những người có thiên can là Quý. 6. Ngày 21 Canh Ngọ kỵ người tuổi Tý, hợp người tuổi Dần, Tuất, Mùi và những người có thiên can là Ất. 7. Ngày 11 Canh Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Ất. Đó là 7 ngày cát lành phá dỡ nhà cửa trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!